Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Trước hết là phần điểm những tin chính sẽ phát trong chương trình. Kỷ niệm 36 năm chiến thắng 30 tháng 4, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các địa phương trong cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện mang ý nghĩa trọng đại của dân tộc. Những ngày nghỉ lễ này, nhiều người dân đã chọn Hà Nội làm điểm đến để tham quan. Các khu vui chơi giải trí luôn là điểm hấp dẫn du khách. Binh sĩ Thái Lan và Campuchia lại đọ súng trong ngày thứ 9 liên tiếp tại khu vực biên giới tranh chấp gần đền Tang Krabay ở tỉnh Oda Menchay. Sau khi thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại nước Mỹ kể từ sau trận bão lịch sử Katrina hồi năm 2005 quét qua các bang miền Nam nước Mỹ gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô la Mỹ, người dân trở lại với cuộc sống đời thường với những niềm lạc quan mới. Ngày 29 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã làm lễ đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho đại lộ Đông Tây, một trong những tuyến đường hiện đại và quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài hơn 13,42 km, kéo dài từ đoạn giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường Tôn Đức Thắng thuộc bờ tây sông Sài Gòn, quận 1 đến danh cầu vượt quốc lộ 1, huyện Bình Chánh. Việc đặt tên đường Võ Văn Kiệt là tâm nguyện và tấm lòng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đối với sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc sinh thời, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất quan tâm đến dự án xây dựng đại lộ Đông Tây, cũng như luôn trăn trở và trực tiếp chỉ đạo về những chiến lược, giải pháp, công trình mang tính đột phá đưa thành phố đi lên phát triển cùng cả nước. Dự án đại lộ Đông Tây là công trình trọng điểm của hệ thống giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 21,89 km. Đi qua địa bàn 8 quận huyện trên địa bàn thành phố, trong đó có một hầm vượt sông Sài Gòn dài 1.490 mét. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia đưa tin, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Penh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tới, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Penh nhấn mạnh, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần chiến thắng 30 tháng 4, Việt kiều tại Campuchia gốc Việt Nam tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, quan hệ hữu nghị, đoàn kết với nhân dân và chính quyền Campuchia, tôn trọng luật pháp nước sở tại, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc Việt Nam, đồng thời hội nhập vào xã hội Campuchia. Cộng đồng người Việt tại Campuchia luôn biết ơn và tin tưởng Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc hỗ trợ tích cực, có hiệu quả cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia, giúp cho cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và luôn hướng về Tổ quốc. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp đưa tin, cuộc triển lãm ảnh mang tên Hà Nội xưa và nay đang diễn ra tại thành phố Versailles do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Trung tâm Giải trí thành phố Versailles và Trường Tiểu học Lý Siêu Lung tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4, nhân dịp Ngày Thống nhất Đất nước 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Với gần 70 bức ảnh đen trắng, ảnh màu và ảnh tư liệu của nhiều tác giả người Pháp và người Việt trưng bày tại triển lãm, mang đến cho người xem cái nhìn về đất nước Việt Nam, nhất là về Hà Nội trong sự thay da đổi thịt và phát triển hội nhập quốc tế. 40 bức ảnh này trong không gian du lịch đã giới thiệu cảnh đẹp của đất nước với các danh lam, thắng cảnh, mang đầy vẻ quyến rũ và hữu tình, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bạn Pháp như Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng, các công trình miếu mạo, đền thờ cổ kính của Thành Huế, của khu phố cổ Hội An, xen lẫn những bức ảnh miêu tả nét đặc sắc, độc đáo, các trang phục của các dân tộc khác nhau ở vùng đất cao nguyên miền Trung. Đây là lần đầu tiên những bức ảnh này được trưng bày tại thành phố này. Sau đó sẽ được chuyển đến trưng bày tại một số thành phố khác của Pháp nhằm tăng cường quảng bá phát triển du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè Pháp và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, những ngày nghỉ lễ này, nhiều người đã chọn Hà Nội làm điểm đến để tham quan du lịch. Các khu vui chơi giải trí luôn là điểm đến hấp dẫn du khách. Sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình Thông tấn. Nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhiều trường học đã tổ chức cho các học sinh đi dã ngoại ở công viên. Hôm nay đi tham quan thì có vui không? Có ạ, rất vui ở đằng khác. Cháu chơi được những trò gì rồi? Cháu chơi được những trò săn bướm rừng ạ. Năm nay được nghỉ lễ tới 4 ngày, nên nhiều gia đình thay vì đi nghỉ tại các khu du lịch, đã chọn Hà Nội làm điểm để tham quan. Tôi có chọn chỗ xa và chỗ gần. Thì trong những ngày tôi chưa đi, tôi có chọn cái tour tôi đi Quảng Ninh. Trong những ngày tôi chưa đi Quảng Ninh thì tôi cho các cháu đi quanh Hà Nội này để biết tất cả những cái chỗ đẹp ở đây. Dự báo lượng khách đổ về Hà Nội năm nay sẽ tăng từ 3 đến 5 lần so với năm trước. Vì vậy các điểm vui chơi giải trí ở Hà Nội đã đầu tư thêm nhiều dịch vụ, trò chơi mới phục vụ du khách.
các cái du khách tại Quảng Ninh, Hải Phòng thì cũng là một cái đối tượng khách hàng rất là tiềm năng của chúng tôi. Và kể cả là các cái tỉnh từ miền trong, ví dụ như là từ Nghệ An đổ ra thì cũng đã đến công viên rất là nhiều. Hàng năm, tại các điểm vui chơi thường xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Vì vậy, nhiều người mong muốn tình trạng này sẽ không tái diễn trong năm nay. Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong số 7 bảo tàng quốc gia có số lượng hiện vật và khách tham quan đông nhất với khoảng 30 vạn khách mỗi năm. Tuy nhiên, công tác bảo quản và lưu giữ các hiện vật ở đây đang gặp không ít khó khăn. Đây là lá cờ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của đoàn đặc công biệt động 367 được nhà nước Việt Nam tuyên dương ngày 23 tháng 9 năm 1973, là lá cờ đã cùng đoàn trải qua những trận chiến nảy lửa gắn với biết bao kỳ tích trong đấu tranh chống Mỹ, thống nhất đất nước. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, lá cờ này đã được hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Cái lá cờ này thì thực ra nếu như để giữ lại kỷ niệm thì nó cũng chỉ là trong cái kỷ niệm hàng năm. Thì có cái buổi gặp mặt cán bộ chiến sĩ cũ của đoàn thì có mang lá cờ ra. Rồi là vừa để thắp hương tưởng niệm những đồng chí cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và cùng nhau ôn lại những giá trị truyền thống của mình. Nhưng bây giờ gửi cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thì nó sẽ, cái tác dụng nó sẽ nhân lên gấp nghìn lần. Bởi vì nó sẽ được phổ biến sâu rộng hơn, nhất là đối với cái đơn vị đặc công biệt động mà có nhiều chiến công như thế này, nhưng mà bao năm nay thì hầu như là cũng ít người biết đến. Từ khi thành lập năm 1959 đến nay, bảo tàng đã sưu tập được hơn 16.000 hiện vật. Tuy nhiên, do diện tích chật hẹp nên chỉ có hơn 3.000 hiện vật được trưng bày. Bên cạnh đó, do điều kiện bảo quản của bảo tàng còn gặp nhiều khó khăn nên các hiện vật bị xuống cấp rất nhanh. Chúng tôi phải trưng bày ở ngoài trời, như các loại máy bay, các loại xe tăng, các loại pháo, các loại xe, vân vân. Chính vì vậy cho nên là nó bị ảnh hưởng tác động của thiên nhiên rất lớn. Cho nên cái việc mà bảo vệ cho nó khỏi cái tác động của thiên nhiên là một cái điều rất khó khăn. Vì không được che chắn cho nên là nó cũng bị xuống cấp rất nhanh. Từ năm 2009 đến nay, thông qua cuộc vận động những kỷ vật kháng chiến, bảo tàng đã thu được hơn 11.000 hiện vật. Chắc chắn, con số này không dừng lại ở đó, mà sẽ còn tăng trong thời gian tới. Đây cũng là thách thức không nhỏ đối với công tác bảo quản hiện vật của các cán bộ ở đây. Cho nên là chúng tôi đã đề nghị với Bộ và Tổng cục Chính trị là cho chúng tôi được cải tạo, nâng cấp cái hệ thống trang thiết bị ở kho bảo quản dưới Lai Xá. Thì chúng tôi hy vọng là với cái dự án này thì các cái hiện vật được bảo quản trong kho nó sẽ tốt hơn. Ông Năng cũng cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hư hỏng của nhiều hiện vật hiện nay là do khách tham quan, như động chạm, leo trèo lên hiện vật. Vì vậy, việc nâng cao ý thức của du khách cũng là điều cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió được triển khai tại huyện đảo Trường Sa đã góp phần đem lại nguồn ánh sáng thiết thực đối với đời sống sinh hoạt của quân dân trên đảo. Ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình Thông Tấn về những đổi thay này. Đây là một buổi giao lưu văn nghệ diễn ra trên đảo Trường Sa. Những ánh đèn điện chiếu sáng từng gương mặt hân hoan của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Những hoạt động như thế này ở Trường Sa đã được tổ chức nhiều hơn từ khi mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió được thử nghiệm. Dòng điện này đã giúp cho niềm vui của quân dân đảo Trường Sa trọn vẹn hơn. Bên cạnh đó, điện đã giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo gần hơn với đất liền nhờ những thông tin thời sự nóng hổi được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng giờ. Có cái hệ thống năng lượng mặt trời thì giúp cho cán bộ chiến sĩ ở ngoài này rất là nhiều cái thuận lợi. Cái thứ nhất là ví dụ như là trong cái thực hiện nhiệm vụ này, cái văn hóa tinh thần cho anh em thì bây giờ điện đóm nó thoải mái thì hết cái giờ huấn luyện thì anh em có thể là vui chơi giải trí, thể dục thể thao rồi hát văn hóa văn nghệ. Cái năng lượng điện mặt trời này thì nó rất là nhiều cái tác dụng phục vụ với cuộc sống hàng ngày của đội, trong việc sử dụng điện, sử dụng cuộc sống nó thể các cái sử dụng các cái giá trị văn hóa tinh thần như TV đài mọi cái nó thoải mái hơn so với đời trước. Trước khi có dòng điện từ năng lượng mặt trời và năng lượng gió, huyện đảo Trường Sa phải sử dụng máy phát điện vừa tốn kém lại gây ô nhiễm môi trường. Nhưng bây giờ
điện đã đến với từng hộ dân trên đảo. Người dân đã có thể xem TV, nghe đài và đọc báo qua Internet. Nguồn điện ổn định còn tạo điều kiện để đưa các dịch vụ chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên đảo. Nói chung là không phải riêng cả hộ gia đình đâu chị ạ, nhưng mà cả đảo ạ, là từ cái ngày mà có năng lượng mặt trời này với là có quạt gió thì mọi điều kiện sinh hoạt trong nhà là nó thuận lợi. Vì ở trong bờ mình cũng xài điện thôi, nhưng mà cũng phải là trả tiền trả nông tiết kiệm từng hào từng cắt, nhưng ra đây là chỉ có đảo khắp cứ xài thoải mái vậy. Đời sống của nhân dân trên đảo hiện nay thì phải nói là khá tốt đấy, bởi vì được sự quan tâm của về mọi mặt, về vật chất lẫn tinh thần. Ở đây thì về cả cái cơ sở hạ tầng rồi phúc lợi xã hội thì để phục vụ cho đời sống của quân và dân nói chung ấy. Thì một là cơ sở y tế ở đây thì có cái bệnh xá này là bệnh xá chung cho cả quân và dân. Đấy, còn đối với lại có cái trường học cấp 1. Việc lắp đặt hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời và năng lượng gió đã giúp Trường Sa giải quyết một phần nhu cầu cấp bách về năng lượng. Trong tương lai không xa, Trường Sa sẽ tận dụng hết các nguồn năng lượng mới đầy tiềm năng sẵn có tại chỗ, năng lượng mặt trời, sóng biển, thủy triều và gió để phục vụ cuộc sống. Đó cũng là một giải pháp nhằm mở ra hướng đi cho sự phát triển của nguồn năng lượng mới trong tương lai của Việt Nam.